miền Tổ quốc nhá, thì shop em shop tơ đánh Ngọc Anh đến từ Nha Nam, tên là Bắc Giang nhá. Thì shop em bên luôn luôn cung cấp cho các bác những đồ vật tư nuôi ong, ngành nuôi ong nội nhá. Và đặc biệt hơn là bên em là có thùng quay nhá, thùng quay ong ngoại đấy, dành riêng cho các bác nuôi ong ngoại, hoặc là các bác mà các bác nuôi ong nội nhưng mà các bác lại nuôi theo cái kích cỡ, cái số đo của ong ngoại nhá. Đấy, và bên em có cả thùng nuôi của ong ngoại luôn. Đấy, thùng nuôi của ong ngoại luôn. Đây các bác có thể thấy nhá. Đấy, các bác có thể thấy nhá, thùng nuôi ong ngoại rất là to. Đấy, hàng gỗ gạo rất là đẹp, đóng chuẩn chỉ quy cách 4823 của ong ngoại nhá. Đây các bác có thể thấy nhá. Đây. Thì thùng quay ong ngoại này nhá. Đấy thì là chất liệu inox 3 ly 4, rất là dày dặn, hàng Hàn các bác nhá. Hàng Hàn không phải hàng gò nhá các bác nhá. Đấy thì bên trong đây thì là được khung mà inox toàn bộ 100% hết nhá các bác nhá. Bánh răng to. Đấy, 4 5 bánh răng cơ nhá. Đấy thì đối với mỗi thùng này thì thùng này gọi là thùng đa lăng các bác nhá. Thùng đa lăng. Tại sao là gọi thùng đa lăng? Thì là thùng đa lăng ở đây có nghĩa là các bác vừa có thể quay được ong nội mà vừa có thể quay được ong ngoại nhá. Đấy thì đối với cái thùng như này nhá. Rồi nhá, đấy thì vừa quay được ong nội, vừa quay được ong ngoại luôn nhá các bác nhá. Đây thì em sẽ cũng thử luôn. Đấy, chứng minh cho các bác thấy luôn. Đây nhá. Thì đây là cái cầu, đây là cái cầu ong nội này, còn đây là cầu ong ngoại nhá các bác nhá. Đây thì em sẽ đút thử vào. Đấy. Thì cầu ong ngoại này kích thước là có bác các bác đóng theo quy cách là 4824 nhưng mà 24 thì chắc là vẫn vào được. 24 thì vẫn vào được các bác nhá, vẫn vào được. Đấy, nhưng mà các bác hoặc là 23 nhá, hoặc là 23. Đấy thì nói chung là đa số là 24823 nhiều hơn. Còn các bác nào có nhà các bác gọi là tự đóng thì là nó hơi bị nhỡ một chút nhá. Đấy thì đây, một cầu ong nội, một cầu ong ngoại này. Đấy, các bác có thể thấy này. Cầu rất là chuẩn chỉ nhá các bác nhá. Rất là chuẩn chỉ luôn. Rất là đẹp. Đấy, nhưng mà chủ yếu làm cái này mình thiên để mình quay ong ngoại nhiều hơn. Nhá các bác nhá. Đấy, nói chung là tùy các bác có cả ong nội ong ngoại thì các bác đều sử dụng được. Nhá các bác nhá. Đấy, cầu đây nhá, 6 cầu ong ngoại, hàng rất là đẹp, chuẩn chỉ luôn. Đấy, không còn loại nào mà đẹp đẽ được hơn loại hàng này rồi. Nhá các bác nhá. Đấy, thì đầu năm này thì các bác mua hàng thì bên em cũng có cái mặt đầu năm cho các bác là sẽ tặng các bác là một con dao cắt bít mật nhá. Đấy, một con dao cắt bít mật. Đấy, nói chung là cái giá trị của nó không cao lắm nhưng mà sẽ ủng hộ cái mặt tinh thần cho các bác. Đấy, để phục vụ các bác là trong những cái mùa mình quay vải. Đấy nhá, con dao bằng mũi nhọn nhá, con dao mũi nhọn. Đấy thì có bác lại ưa mũi nhọn, có bác lại ưa mũi tròn. Đấy thì dao bằng inox nhá, rất là đẹp luôn. Đảm bảo rất là sắc, các bác về các bác mài qua đi là cắt vô cùng ok nhá. Đấy thì là đáy chóp nón. Đáy chóp nón đấy có 3 chân đây nhá, có 3 chân. Đấy, có 3 chân thì các bác sử dụng rồi thì các bác cũng có biết đấy ạ nhá. Nhà này là vô tư rồi. Nhá, rất là đẹp luôn, không có một điểm nào để chê cả. Đấy, lâm châm không bao giờ nhiễm, không bao giờ hút được. Đấy thì em xin báo giá luôn. Thì đối với cái mẫu thùng quay 6 cầu dành cho ong ngoại và thùng đa lăng như này thì bên em đang cung cấp ra cho các bác là 3 triệu nhá. Là 3 triệu là đã bao gồm cái phí vận chuyển cho các bác rồi nhá. 3 triệu đồng là đã bao gồm phí vận chuyển rồi nhá. Đấy, 3 triệu. Đấy, và tặng cho các bác một con dao cắt bít mật nữa để các bác về phục vụ các bác mình khai thác mật nhá, mình đánh mật. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhá, rồi thì bác nào mà mới truy cập kênh của em thì hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để bên em lấy động lực ra những cái video clip sau và những cái sản phẩm về ong. Đấy, và bên em vẫn có một kênh clip nữa là để gọi là trại ong Tân Ánh, là để chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái gọi là cái cách làm ong. Đấy, chia sẻ cho các bác ở trên kênh YouTube của em vẫn là đầy đủ hết nhá các bác nhá. Rồi thì hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip sau. Rồi chúc các bác có một mùa gọi là khai thác mật thật là thành công và hiệu quả nhá.